Trước hết là cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem cái video này của chúng tôi. Trong cái video này hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bác, giới thiệu các bạn một con loại sản phẩm tiếp theo. Đó chính là cái mật khỉ. Để trên này thì nhìn ra thì rất là khó biết là đây là cái loại mật gì. Có cái nhận không? Rất là khó phân biệt. Nhưng mà đây là cái loại mật khỉ có khô nhé các bác nhé, khô rồi. Mật khỉ được phơi khô rồi, mật này của Malai bạn nhé, không phải của Việt Nam đâu. Rồi. Mật khỉ khô. Về tác dụng của mật khỉ thì chỉ theo kinh nghiệm dân gian thôi, còn lại trên sách vở thì cũng không thấy nói gì đến. Trong sách vở thì riêng cái sách của Đỗ Tất Lợi thì có đề cập đến cái vấn đề về cao khỉ, nhưng mật khỉ thì không đề cập đến, mà chỉ đề cập đến cái sỏi của cái mật này, được gọi là hầu táo, sỏi mật khỉ nhé. Tức là trong cái buồng mật này thì có cái sỏi mật nhé. Thì cái sỏi mật đấy thì có cái tính vị là quy kinh, là kinh đởm này, kinh phế này, và tâm này, rồi can. Nó có cái tác dụng chữa về hen suyễn này, rồi chữa về động kinh này, rồi giải độc. Thì đấy là chính là cái hầu táo hay là cái sỏi mật nhé. Còn lại thì về tác dụng của mật thì không thể nói đến. Tuy nhiên là trong dân gian đấy thì người ta cũng nói rằng cái mật nó cũng có tác dụng giống giống như cái hầu táo hay cái sỏi mật đấy. Có nghĩa là cũng có tác dụng chấn kinh, tức là chữa về cái bệnh động kinh. Cũng có tác dụng về cái bệnh giải nhiệt, rồi giải độc và quy kinh giống như sỏi mật. Tuy nhiên có một số người thì nhận định rằng nó có tác dụng như vậy nhưng nó không tốt bằng. Cái việc tốt hay không thì phải có khoa học nghiên cứu trả lời thì mới rõ được. Nhưng rất tiếc hiện nay thì chúng tôi chưa có tài liệu về cái mật khỉ này. Chỉ biết qua dân gian thì sử dụng như vậy thôi. Bác nào xem video này mà biết cái tác dụng của mật khỉ thì hãy liên hệ với chúng tôi qua các số điện thoại đang hiện trên màn hình để cung cấp cho chúng tôi biết cái tác dụng của cái mật khỉ và cái cách dùng của cái mật khỉ để chúng tôi cung cấp cho bà con. Còn đây xin giới thiệu các bạn là đây là cái mật khỉ khô của Malaysia nhé. Các bác hoặc các bạn nào có nhu cầu mà có biết cách sử dụng thì liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0932 340 345. Hiện nay thì theo dân gian thì thường dùng cái mật khỉ khô này chữa cái bệnh động kinh, bệnh hen suyễn, rồi chấn kinh, rồi về một số bệnh về tiêu hóa. Tôi chỉ biết đơn giản như vậy thôi. Còn lại thì sau này các bác sẽ xem cái bài viết chi tiết trên website của chúng tôi nhé. Video thì chưa dài, nội dung thì cũng chưa được nhiều, nhưng mong các bác và mọi người xem đóng góp cho chúng tôi để chúng tôi biết về cái tác dụng của mật khỉ này nhé. Các bác hãy đăng ký cái kênh của chúng tôi và thường xuyên theo dõi các video của chúng tôi để chúng tôi được cập nhật. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video sau nhé.